Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình Thành NG đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là mèo con câu cá nhé. Thì nếu anh em nào thích cái video này đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình và chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Cái Ocean Cay nó sẽ có một cái loài cá đó chính là kia Rockfish Special, một loài cá đá đặc biệt. Cái Ocean Cay thì mình biết nó ở chỗ nào rồi. Rồi thì mình đang cố gắng là nâng cấp cái bình oxy nhỉ, chắc là nâng cấp oxy thôi. Oxy thì cần 163.000 cơ. Các cái sub item mình đã mua khá nhiều ở đây. Rồi chúng ta sẽ đi nào, tiếp tục là xuống dưới đáy biển và tiếp tục là đi câu cá thôi. Tin tức có cái ở cái Ocean Cay á, mình biết cái Ocean Cay nó ở đâu. Đây mình có nhiệm vụ cho con mèo, trước đây đi bắt nhiệm vụ cho con mèo đã. Rồi cái này thì hoàn thành xong khu vực này rồi đấy, chúng ta sẽ bắt mấy con ở đây luôn. Let's go nào. Cái Lazy Cat Lazy là con nào vậy ta? Bắt mấy con đấy đã xong rồi mình sẽ về luôn. Tại vì mình muốn là bắt ở dưới kia hơn. Trên này thì mình bắt hết rồi, không còn loài cá nào mình chưa bắt cả. Let's go. Cat Lazy là con nào ta? Đang ở đâu vậy? Hiện tại chưa có con đấy anh em ạ. Mình chưa thấy bất kỳ một con nào bắt tạm. Ôi, giật đúng cái con con sứa điện kìa, bóp tay luôn. 47.471. Ok, lại đây nào các bé ơi. Cat Lazy còn cá nóc có oxy này. Lực bắn yếu quá. Cái này sẽ đầy luôn chúng ta 100% nên không phải lo lắng đâu. Thật toàn sứa này, toàn sứa với sứa này. Này thì bắn đấm gì? Rồi bắt luôn con này luôn. Con Cat Lazy là con nào nhỉ? Chúng ta bắt cái con này trước để nó khỏi ăn với con cá mình. Nhìn chung là bây giờ mình hoàn toàn có thể trụ vững được ở dưới này, thoải mái đi. Con này có tên là gì ta? Có mấy ít cá nhỉ? Way 7 đấy mà chưa thấy có mấy loài cá ở đây cả. Một phát này. Let's go. Xong chưa? Vẫn chỉ oxy thôi. Nó yêu cầu 5 con cơ. Con đấy con gì ta? Vào đây. Đây rồi. Sau khoảng 3 lần bán này mình sẽ bắt được con đấy. Giá của nó sẽ là 1.600 vàng tất cả. Khá là tốt. Mission đấy. Đúng rồi. Yes. Một con Cat Lazy anh em ơi. Tí con này đớp được cái con cá của mình luôn. Một con nữa. Hai con. Và ba con. Dĩ nhiên rồi. Trở về đây. Tốt. Bắt ngay. Xịt một con kia anh em ơi. Nó bay nhanh quá. Oxy này. Oxy to như thế này thì làm sao mà có thể là ấy được, làm sao có thể là chết được. Không có cơ hội để chết thì chứ. Một con ạ. Vào đây. Mấy con này bắt hết luôn. Oxy nhiều quá. Như thế này bao giờ thì mới chết được đây anh em. Ấy chà chà, mình không để ý. Có con cá butterfly. À, có cá thu kìa. Bắt nốt mấy con đó, đằng nào thì cũng xuống rồi. Không một ngày đi câu nó phí. Nó phí hoài ra. Mày chạy đi đâu này, con cá thu về đây. Yeah, tuyệt vời. À, con gì nữa ta? Có con gì nữa không? Lượn qua đây nào các em ơi. Ô, chạy đi đâu vậy? Chạy này thì chạy nhiều này. Về. Ấy chà chà, mấy con này thì có thể dụ bằng cách là bắt một số một con cá bé bé là sẽ dụ nó thôi. Ôi, giật điện rồi. Lại oxy cỡ to này. Lúc cần thì không có mà lúc không cần thì có cả đống. Lại 81 oxy. Nó ít cá quá, thật sự ít cá quá anh em ơi. Một phát 3 combo. Wow. Chỉ bắt được 3 con cá cơ à? Cũng được, con đấy nó sẽ giá trị là mấy trăm đồng ấy. Cả đàn này anh em, con này dễ bắt mà. 445, hai con là khoảng gần 1.000 đấy, tầm khoảng 900. Đây rồi. Bắn luôn được hai con, 5 combo à? Mình không hiểu sao là 5 combo nữa nhưng mà một con. Này, con cá to này, 59.000. Hơi mất thời gian chút.
Ôi giời vỡ mồm. Nào 59.000 rồi mà vẫn chưa tăng lên được, tại vì ít cá quá. Dưới này thì không có cá mấy rồi. Cái cửa đầu tiên đúng không? Cửa đầu tiên thì nó quá dễ. Quá dễ nhưng mà đồng nghĩa với việc là ít cá to. Đây cá oxy đây, từ từ nha, lượn qua đi. Thì bắt nó nào, vào đây nào em ơi. Không với tới, cho không với tới con kia. Đây rồi, lại có oxy. Cái gì đây, tưởng là ăn cái con cá oxy của mình. Bọn này thì chưa đủ trình ăn cá oxy của mình đâu. Thì ít cá quá, mất thời gian quá anh em ạ. Chúng ta sẽ về nhà thôi, chúng ta về nhà đi. Kéo lưới lên, cá nó chỉ có đến thế thôi. Và chúng ta đã làm nhiệm vụ xong cho con mèo. Bây giờ kiếm thêm được khoảng 12.000 vàng nữa này. Cá thì rất là nhiều, nhưng mà cái hiệu quả mang lại nó không bao nhiêu cả. Đấy, con mèo mắt sáng long lanh, nó cho mình 18 cái đinh ốc. Và thông tin mới, cũng không có gì mới. Lên đường, chúng ta sẽ ra cái chỗ bãi cá mới nhất, Sweet Region này. Chúng ta phải bắt ở chỗ này chứ, thì mới là chuẩn nhất này. Let's go, lên nào. Chỗ này thì nó tụt oxy rất là nhanh, mắc nhanh luôn. Với tất cả đây, ồ, con cá hồng này. Cá hồng nữa, từ. Ok, quả bắt bắn rất là chuẩn, không bị vướng bởi mấy con sứa chiếc ghẻ lở hắc lào. 84% oxy, nó tụt nhanh quá cơ. Vậy làm sao đây? Ui, con cá to thế. Con cá mắc to luôn. Một phát, ôi oxy bị vướng cái ấy à. Con này được có bao ui, ở đây thì nó chỉ cho loài cá bé tí. Con tôm hùm này, con này bao nhiêu tiền à? Con này sẽ khoảng 800 đồng. Mà nó còn không ra đây cơ, con cá oxy kìa. Đã bé rồi còn bay đâu mất. Nào, lại đây nào, oxy. Không thấy nó vào nhỉ. Thôi buồn ta. Thôi có gì bắt con đấy vậy. Không vào đây luôn đấy. Thề luôn là con kia nó không vào luôn. Cho mình kiếm được có 6.000 thôi. Có vẻ như là ở đây. Không cần mày nữa. Tao không cần mày nữa. Let's go. Mới có ở cái way 5 thôi. Cho mà quáng bắt tất cả các thứ. Này. Đúng rồi. Vào hết đây nào. Let's go. Con cá xem quảng cáo to thế nhở. Mà không được 20.000 thì đúng à. Đi chết đi. Ôi giật. Đúng lúc quả đấy nó giật điện kìa. Đúng lúc quả cái màn hình nó bị giật lên cái. Mình cũng không hiểu tại sao luôn. Nhưng mà Này dù sao là mình cũng gần chết rồi. Mình cố gắng là bắt tất cả những cái gì có thể là mình mang về. Rồi chúng ta sẽ kéo nó lên nào. Và chúng ta sẽ có những cái loài cá ở phía sau cho được 18.000 tất cả. Xem quảng cáo được có 9.000 thôi. Không cần xem nữa làm gì cả. Tốt thời gian. Đó, Daily Silver. Hôm nay là ngày bão biển rông tố à. Thì làm sao ta, cái thuyền có chịu được không? Có khi thuyền không chịu được cơ. Hôm nay là một ngày mưa gió sấm chớp các kiểu. Sweet Region cho hòn đảo thứ 3 đấy. Còn hai hòn đảo nữa ta sẽ kết thúc. Nhưng vấn đề là mình còn ở phía dưới cái Deeper Side ấy. Cái tận cùng ở phía không phải nhầm rồi. Deeper Side mình còn chưa hoàn thành hết nữa là. Phải nâng cấp lên thôi. Thuyền thì hiện tại là tạm thời thế đã. Chắc là mình cái này nó sẽ trụ được trong vài ngày tiếp theo. Biển động, hôm nay biển động. Biển động mà. Rồi. Biển động thì có nhiều cá. Chắc là vậy. Theo mình nghĩ là vậy. Con cá mập này. Cá mập hiện tại chắc chắn trong này không có rồi. Con này thì biến ra nhá. Sổi ôi lực cực mạnh. Lực cực mạnh em không ăn được à. Quỳ mày luôn. 6 con bò. Lực siêu mạnh 900 đồng. Một con. Có oxy. Oxy lại đây nào. Đấy, quả bắt chuẩn đấy. Nhưng không được cái con cá bóng đèn nhỉ. 95. Con cá kia mồm to thế. Chỉ há mồm ra để đợi ăn thôi. Không bắt được. Nó rất là trâu bò. Nó rất là cứng. Lớp da rất là cứng. Lớp da rất là cứng. Lớp da rất là cứng này.
lớp da rất là cứng. What? Cái gì vậy? Không bắt nổi luôn kìa. Quỳ. Quỳ mày luôn. Quỳ mày luôn, bắt được hai con. Úi dồi ôi, cả oxy nữa kìa. Tự nhiên có oxy từ đâu chui ra. Bắt quả tốt nhờ. Bắt câu phát ạ. Mấy con này thì ấy quá, cứng quá. Người mắc cứng luôn. Con này cũng ăn thịt luôn ạ. Con này cũng ăn thịt này. Con to to này cũng ăn thịt này. Đùa đâu. Quảng cáo, quảng cáo. Quảng cáo. Ô, con mới kìa. Con kia mình chưa câu được con nào thì phải. Đấy rồi, cuối cùng sau bao nhiêu phát bắn của mình thì cuối cùng nó phải vào trong ấy chứ. Vào trong lưới chứ. Chết tôi rồi. Trời ơi, mình ghét mấy con này thế nhờ. Lần sau tung lưới ra nhá. Lần sau tung lưới ra bắt tóm gọn cái bọn mực này luôn được mà. Không cần phải câu đâu. Ok, chúng ta lần sau là tóm gọn được bọn đấy mà. Thì câu mà. Ở đây ta sẽ cá gỗ này, mechanic, không phải cá máy móc chứ phải cá gỗ nhá, mechanic fish special. Hôm nay có lại cá đặc biệt đây à. Đây Daily Silver Vine. À, các kiểu mình sẽ có thể đổi được rồi đấy. Mình sẽ cần cày lên thêm một chút nữa. Đi ra khơi nào. Ở đâu nhỉ? Ở đâu cũng có. Squid Region. Mình hoàn thành cái này 100% thì nó cho mình gọi là xong được cái màn này. Được rồi, vào đây. Let's go. Có em nào vào đây không? Đâu thế? Được, bọn này không nên câu làm gì. Tức là đừng nên câu bọn này. Quyên thật sự không nên câu cái bọn này làm cái gì cả. Mất thời gian, mất công sức. Không để, không có tác dụng làm gì. Tại vì nó quá ít tiền. Để lên cái quay mới đi. Chúng ta có lưới để săn mực. Săn mực này. Có cái giật sét. Dù sao thì mình cố gắng được 100%. Những con nào thật gần nó sẽ bắn. Như thế này chẳng hạn này. Yes. Oxy. Oxy một vật từ từ thôi. Nó lượn ngáo vãi trưởng luôn. Con oxy kia. Dừng lại. Đây rồi. Về đây. Lượn ngáo à em. Không được đâu. Nó cố tình là lượn vào chỗ cái con sứa. Là mình bảy bắn vào con sứa anh em ạ. Xong rồi. Wow. Đàn cá ăn thịt này. Ok. Một đàn cá ăn thịt luôn. Có con to của con này này. Nó ăn cả được con lớn cơ. Khá là dị. Qua đi qua đi. Thì đây là wave 4 rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể trụ đây là wave 9 mà. Không vấn đề gì cả. Đây 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 đây. Let's go. 925 mà. Phải là cứng lắm. 3 phát. Đây này. Có cam loại cam mới này anh em. Rồi, let's go baby. Vào đây. Bắt được con cá mới rồi. Con cá bò. Hẳn là có bò. Trời ơi. Bắn như là cái gì. Mày không chết rồi này. Quả này mày cuối cùng chết rồi. Trời ơi. Đáng sợ. Ok. Quảng cáo kìa anh em ơi. Có quảng cáo kìa, con cá gì đây? Ôi giời ơi, to thế này. Không được, 40 tên găm vào người. What? Cái gì vậy? Chết mày này. Ôi ôi, gãy cả ấy à? Đừng có đùa chứ, có đây là phải gãy cả. Mày không bắt được à? Tao bắt được mày rồi. Yes, 3000 đấy. Không quả không là sự cố gắng của chúng ta được đền đáp. Nó lượn này, lượn rất là láo nha. Lượn vào trong mấy con sứa. Mấy con lợn này. Mày vào đây. Ôi ôi. Mày vào đây. Con này bao tiền đây? Nó sẽ được khoảng 3k mà nó làm mình tốn bao nhiêu sức. Có một con to nữa kìa. Bắt đầu lượn lấy đấy. Lượn ngáo đấy.
xuống dưới này, xuống hẳn, xuống hẳn dưới này. Không phải bắt mày đâu, mày phải xuống hẳn dưới này tao mới bắt được. Ấy chà chà, 4 cái mũi tên găm vào người rồi đấy. Ê ê ê ê, ô ô ô, đông thế nhỉ. Tốt, bắt được một đống. Bắt được cả một đống luôn kìa. Let's go. Ờ, lần này không có sứa nhỉ. Có vẻ như không có sứa, nó sợ mình sao ấy. À không có cái con mực này. Không có mực may quá. Và chú bắt được một loài cá mới. Vừa là cá mới rất là tuyệt vời. Để xem có cá mới nữa gì không. Còn sắp hết thời gian rồi. Rồi bắt hết đi, bắt hết vào đây. Còn có 16% thôi. Làm gì thì làm thôi. Bắt mấy con sứa nữa được. Rồi, cho anh lên bờ nào. Let's go. Cuối cùng chúng ta sẽ lên được bờ. Lâu quá, mắc lâu luôn. 29.000 đấy, 96% rồi. Chúng ta sắp hoàn thành được cái mức ở đây và nó sẽ có ra một cái nhiệm vụ mới. Nó sẽ cần Nome, con này có vẻ dễ ta. Không quá khó. Mình sẽ đi làm nhiệm vụ cho nó luôn. Ờ, nó ở đâu ta? Làm nó nhiệm vụ này cái nhờ. Ở Ocean Cay thôi, Ocean Cay thì đơn giản rồi. Bây giờ nâng mắc cái bình oxy lên này. Chỗ này bây giờ dễ ợt giờ. Có là bắt thôi. Wow, đông vãi. Nome đây anh em. Xong, 4 con Nome. Như kiểu là con Nemo. Nemo trong Finding Nemo. Rất là giống. Mission. Nhìn ngứa mắt, bắt luôn bây giờ. Oxy thì nó không tốn bao nhiêu cả. Mình né cái bọn sứa ra là ok ngay mà. Có một con cá mắc sai. Phải bắt thôi. Nó cho mình bắt, mình không bắt thì hơi phí. Oxy. Rất là tốt. Các quảng cáo nhiều lúc em đi đâu đây anh? Em đi đâu đây em? Tôi câu vào cái quái gì nhỉ? Vừa rồi câu phải ở cái quái gì vậy? Ôi may thế nhỉ, quả câu tí chết. Rồi, bắt được cái con cá ăn thịt đã. Mày chạy đâu? Không chạy đâu được đâu. 3.000 đấy, con này câu thì còn dễ dàng hơn mấy cái bọn ở dưới kia. Câu được cái con 3.000 ở cái cửa mới cả là một cực hình luôn đấy. Yes, thu hoạch rất khá. 140, 150 mấy, nó sẽ cho mình nâng cấp lên thêm một cấp nữa. Với đây là mình sẽ làm xong cái nhiệm vụ đã, tính sau. Ồ, con cá mắc sai kìa. Bắt được luôn, tốt thế nhờ, trước khi nó chạy đi mất. Hình như có con mèo là nó không sợ cái bọn sứa này thì phải. Nếu không sợ bọn sứa thì quá tốt. Cho bắn cái là nó sẽ... Đấy, chà chà, mới có tối có 75 thôi. Mình mới câu được phải một con sứa con thì phải. Bắt được hết cá này. Oxy lại đầy lên 100%. 90%. Câu này vui vãi. Thích vãi, câu này câu cá biển luôn đấy. Cây tiền đây rất là tốt này. Nhưng vấn đề là không có cá to. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi, ok. Nó không ra đây nhỉ, nó không ra đây nhỉ. Nó không ra đây nhỉ. Không ra đây thì mình tìm nó vậy. Vào đây nào, con cá thịt kia. Con cá thịt kia, ấy chà chà. Mày cắn ai vậy? Cắn ai vậy, thiên giật một phay. Thỉnh thoảng hơi lác lác. Đây, bắt con này rồi. Con này khá nhiều tiền đấy, 1.300 mà nó thấy, sai lầm đến từ những cái này đây. Đó, sai lầm bây giờ nó giảm xuống còn 40 mấy% kìa. 152 rồi. Đây rồi. Câu là phải được chứ. Hơn 1.000 đấy, hơn 1.000 tiền rất là tốt. Nó rất là ngon. Ba bốn phát mới bắt được con này. Nó cũng trâu không kém đâu. Lúc ấy mình bắn vào phần bụng của nó nên là dễ bắt thôi. Còn bắn vào phần lưng thì nó cũng thế.
Ok, đông thế nhờ, vấn đề là con sứa to tướng ở đây thì ai dám bắt? Năng nhặt chặt bị à? Câu kiểu năng nhặt chặt bị vậy. Rồi, bắt được thêm một đống lâu la các kiểu gì đây này. Không có oxy rồi đấy, nó không cho mình oxy bao giờ. Thôi, lên bờ thôi. Tại vì nó không cho oxy thì cũng chẳng làm gì được. Thu hoạch hôm nay sẽ được bao tiền đây? Câu rõ nhiều cá nha. Cá phải xếp hàng ô tô tải 32.000 đây này. Anh em xem cá, lượng cá mình câu được chắc phải full cái màn hình thì mất. Đấy 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 đấy, thấy chưa? Ờ vẫn chưa full màn hình, gần. 161.000. Và ok, chúng ta sẽ kết thúc tập này tại nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Mèo Con Đi Câu Cá Catch. Bye bye.